Lần đầu tiên cô tới Việt Nam là lần khi nào và dịp gì vậy cô? 35 năm前です. 35 năm trước. 35 năm trước. Wow, trời đất ơi. Ai ni ai ni ittari da toka, mada komatteru kotachi ni ai ni itte iroiro. Em thành lập phi lợi nhuận. À, tổ chức phi lợi nhuận. À. Tên là Hội hỗ trợ Nhật Việt Tomoiki. À, tổ chức hỗ trợ Việt Nhật Tomoiki. Wow. Và mẹ em giúp những người đang gặp khó khăn tại Nhật Bản. Những người Việt. Nhưng đúng rồi, wow. Những người Việt gặp khó khăn tại Nhật Bản. Lần đầu tiên ăn mía. Cái mía. Vâng. Và em ăn em uống rượu ở Việt Nam ấy. Và em lúc đó em muốn mùi chén. Đó em muốn. Mùi chén. Mười chén rượu. Không say không xỉn. Không say không xỉn. Không say ạ. Rồi, đô cao rồi. Ayano Kashihara, cô nàng Nhật Bản xinh đẹp hiện đang là du học sinh Nhật Bản tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Lớn lên trong gia đình gắn bó cùng văn hóa Việt, Ayano đem lòng yêu thích đất nước hình chữ S này. Mẹ Rie cũng là người thành lập hội hỗ trợ Việt Nhật Tomoiki, giúp đỡ người Việt gặp khó khăn tại Nhật Bản. Hiện tại, Ayano và mẹ vẫn thường xuyên đi lại giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam để làm việc và học tập. Dương Phúc xin chào tất cả quý vị khán giả thân thương và chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với chương trình Tại sao bạn đến Việt Nam. Và hôm nay Phúc đang có mặt tại chùa Vĩnh Nghiêm, một ngôi chùa rất là nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh nói chung và quận 3 nói riêng. Tại sao hôm nay Phúc có mặt ở đây? Hôm nay là một khách mời nữ người Nhật và hôm nay là bạn hẹn Phúc tại ngôi chùa này. Và để giải đáp thắc mắc tại sao mà hôm nay bạn khách mời nữ Ayano hẹn Phúc tại chùa thì các bạn hãy cùng theo dõi cuộc trò chuyện ngày hôm nay nha. Phúc chào Ayano. Xin chào. Cảm ơn bạn đã sắp xếp cho Phúc cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Em tên là Ayano, em sinh năm 2001 và em đến từ Nhật Bản. Các bạn ơi, Phúc có thể là Phúc 96 mà nói chuyện với bạn trẻ này Phúc cảm thấy ngại lắm, tại vì mình lớn, mình già hơn hẳn rồi. Ủa, Ayano vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Lâu rồi ạ. Em khi từ thứ 6 ạ. Cũng được 3-4 ngày rồi. Vâng. Vậy khi nào là quay trở lại Hà Nội? Thứ 4 ạ. Ngày kia. Ayano ơi, tại sao bạn có một cái sự liên kết với ngôi chùa vậy? Thì em có một chút công việc ở đây ạ. Ayano có thể là cho Phúc thêm thời gian để hai mình có thể là trò chuyện nhiều hơn nữa tại quán cà phê được không? Vâng. Ok, mình đi thôi. Vâng. Cảm ơn Ayano đã dành thời gian để cho Phúc có cơ hội được nói chuyện trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Ayano ơi, Phúc thấy là ngồi bên cạnh Ayano thì có một nhân vật rất là đặc biệt. Ayano có thể là giới thiệu nhân vật này tới quý vị khán giả được không? Vâng. Đây là mẹ em ạ. Chào cô ạ. Konnichiwa. Chào em. Dạ, chào cô. Watashi no namae wa Yoshimizu desu. Mẹ em tên là Lie. Dạ, con cảm ơn cô đã dành chút thời gian quý báu của mình đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Ngày lần này là lần thứ mấy mà Ayano và cô qua Việt Nam? Wow, Vietnam ni kita kazu wa kazoita koto nai ne. Nhiều lần rồi. Quá nhiều lần rồi. Vậy cái lần đầu tiên mà cô cũng như là Ayano qua Việt Nam là khi nào? Lần đầu tiên là khi em 10 tuổi. Em lúc đó em đi du lịch với ông ngoại ạ. Ông ngoại với cả có mẹ em, có anh trai em nữa. Chăm sóc sức khỏe đúng cách cho bạn và gia đình với Doctor Network, nền tảng video y tế được xác thực bởi bác sĩ. Vậy thì lúc đó mà Ayano Việt Nam, Ayano thấy Việt Nam như thế nào? Em cảm thấy rất thú vị với cả ngạc nhiên. Cái sự thú vị đó đến từ như là con người nè, cuộc sống nè, văn hóa nè. Vậy thì lần thứ hai mà Ayano Việt Nam nè, thấy so sánh giữa lần đầu và lần hai, thấy Việt Nam nó khác biệt như thế nào? Giao thông thì lần đầu tiên thì có nhiều xe máy hơn, ít xe ô tô. Và nhưng mà bây giờ thì xe ô tô cũng nhiều. Vậy Ayano có sợ giao thông Việt Nam không? Em xe máy? Không ạ. Không sợ luôn. Vâng, em không sợ. Ayano đã từng lần nào trải nghiệm chạy xe máy trên đường Việt Nam chưa? Có ạ. Còn cô ơi, lần đầu tiên cô tới Việt Nam là lần khi nào và dịp gì vậy cô? 35 năm前です. 35 năm trước. 35 năm trước. Wow, trời đất ơi. Cái thời gian nó còn nhiều hơn số tuổi của con. Anh bao nhiêu tuổi ạ? Anh là 27. Có nghĩa là cô đã tới Việt Nam từ rất lâu rồi. Và cô biết được Việt Nam như thế nào. Cô biết rõ hơn con nữa. それがですね、お寺しか行ったことないので、
そんなに詳しくないです。 Ayano cảm thấy là những cái món ăn nào mà Ayano thích? Nhiều, nhiều á. Bún chả, phở, bánh xèo và nem rán. Đó là những món rất là đặc trưng của Việt Nam mà Ayano ăn cảm thấy là khó ăn không? Hay là nó ngon hay là như thế nào? Ayano có thể chia sẻ với quý vị khán giả được không? Món ăn Việt Nam thì rất hợp với em ạ. Wow. Vâng, bởi vì là em có dị ứng bột mì. Món ăn Việt Nam thì hay dùng bột. Đúng, bột gà hoặc là bột mì rồi. Nên là em thấy ngon với cả hợp với em. Anh Nhân có thể chia sẻ tới quý khán giả là hiện tại là bạn đang làm công việc gì được không? Em là sinh viên, em đang học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tại Hà Nội. Tại Hà Nội. Nhưng mà ở bên Nhật thì em học ở chỗ khác. Phúc thấy là hiện tại là Ayano nghe và nói được rất là tốt. Thấy Phúc là tốt á. Nghe nói được vậy là quá giỏi rồi. Vậy thì khi mà Ayano bắt đầu học tiếng Việt á, Ayano cảm thấy khó không? Khó, rất khó ạ. Bởi vì là tiếng Việt thì phát âm rất khó. Nên là nếu mà không chuẩn thì mọi người sẽ không hiểu á. Em phải nói chuẩn. Thực ra là ngữ pháp thì rất dễ nhưng mà phát âm khó, nên là đối với người nước ngoài chắc là khó nhất ạ. Một năm em mới nói được, nghe được, nhưng mà em tự ra em vẫn chưa nghe được. Anh ơi, trong lúc mà bạn học tiếng Việt á, vậy thì có những cái từ nào mà cảm thấy ô nó khó quá, đọc không được mà cần phải học đi học lại nhiều lần mới đọc được không? Nhiều quá hả? Hay là nhớ chưa ra? Nhiều quá với nhiều cả... Quá. Cô là cô qua mấy chục năm rồi mà cô chưa nói được tiếng Việt không cô? Mà chén chén xin à. Khó quá cô? Khó quá nè. Khó quá. 1, 2, 3 rồi. 1, 2, 3, 4 là... Thực ra là mẹ em bắt đầu học trước em. Nhưng mà từ bỏ rồi. Mẹ em biết những từ vừa ăn gì? Ăn gì nhỉ? Đi đi nhỉ? Uống đi, mua hai ba. Mua hai ba thì mẹ em biết ạ. Thôi tên là đi. Dạ, xin lỗi, cảm ơn, xin chào. Xin lỗi, thì qua cái câu chuyện mà học tiếng Việt thì thôi là cảm thấy là con gái cô giỏi không cô? Giỏi rất là nhiều, học tiếng Việt rất khó lắm. Thế con nghĩ là cô là để tạo cơ hội và giúp cho bạn có nhiều dịp qua Việt Nam hơn, đúng không ạ? So desu ne, ano Vietnam ni kuru kikai wa takusan arimasu. Và mỗi lần mà thí dụ cô đi Việt Nam với những người khác và đồng khi mà có con gái đồng hành á thì cô có cảm xúc như thế nào? Ano, watashi wa itsumo shigoto de kiteru node, tamatama tsuyaku toshite musume ga kuru. Ma sore mo shigoto na node, anmari ne. Ne, nanka dou da? Tanoshii tte kanji ja nai yo ne, shigoto da kara ne. Ma ryoko wa shi まあまあでもまあそういうその仕事をきっかけにあのまあベトナム中回りますけど có con gái bên cạnh thì cũng đã là người hỗ trợ cho cô trong công việc, đúng không ạ? Tại vì là một phiên dịch đồng hành với cô, hỗ trợ cô trong đời sống lẫn trong công việc luôn. Ok, thanks. Cũng hay đi tới những ngôi chùa của Việt Nam và trong đó có chùa Vĩnh Nghiêm nữa. Vậy thì cô có thấy là chùa Việt Nam có khác gì với chùa Nhật Bản không ạ? やはりね、あのベトナムのお寺っていうのは、あの世襲制じゃないので、あのやはりみんながあのたくさんのお坊さんたちが勉強して、あの切磋琢磨して、あのまあ頑張っているのがベトナムのお坊さんなんですけど、日本はあの世襲制のところがほとんどなので、割とでは家族でこじんまりとやっているところが多いのかなと思って、まあ、そこでだいぶあのお坊さんたちの差は感じます。Dạ, tôi thấy chia sẻ của cô rất là hay và cũng thấy rõ được sự khác nhau giữa chùa Việt Nam cũng như là Nhật Bản. Nói chung là mỗi chùa tại một đất nước thì nó mang nhiều cái ưu điểm cũng như là những cái đặc trưng khác nhau. Dạ, giống như bên Việt Nam cô chia sẻ thì nó làm cho mọi người nỗ lực hơn để vươn tới những cái vị trí nó tốt hơn, đúng với năng lực của mọi người. Dạ cô ơi, cái cơ duyên nào mà cô tới Việt Nam và mình vào những ngôi chùa nhờ cô? 私の父が日本のお坊さんなんですけど、まあ、本当に68年ぐらい前からベトナムのお坊さんたちと助け合って文化交流をしてるんですけれども、まあ、そこでまあ、父がねホーチミンは永願寺さんにお部屋があるので、まあ、そこを拠点に
支援活動っていうのを父もやっていて、私はそこにくっついて荷物持ちをして、まあ、ベトナム語喋れないんですけど、いつも全国を一緒に回ってました。và đó cũng là lý do và cô cũng như là con gái hay qua Việt Nam để tham quan cũng như là tới những ngôi chùa. Và khi mà con nói chuyện với cô với lại là Ajano nè, cô cảm thấy cái tâm cung tịnh hơn mọi ngày. でも基本的に私はお坊さんの資格も持ってるんですけど、ベトナムに来た時はその日本でね助けた若者たちを会いに行ったりだとか、まだ困ってる子たちに会いに行っていろいろな寄付をしたりだとか、そういう活動をベトナムでしてます。 Phúc được biết là cô và anh Nô là giúp đỡ người Việt tại Nhật Bản luôn. Vâng, đúng rồi ạ. Mẹ em thành lập phi lợi nhuận. À, tổ chức phi lợi nhuận. Tổ chức phi lợi nhuận như ạ? Tên là Hội Hỗ trợ Nhật Việt Tomoiki. À, tổ chức hỗ trợ Việt Nhật Tomoiki. Wow. Vâng. Và mẹ em giúp những người đang gặp khó khăn tại Nhật Bản. Những người Việt. Nhưng đúng rồi, wow. Những người Việt gặp khó khăn tại Nhật Bản. Ayano và cô biết không? Ví dụ như mà nghe người nước ngoài, ngoại quốc mà nói được tiếng Việt và nghe được tiếng Việt là con cảm thấy rất là vui rồi. Và đằng này là cô cũng như là bạn là hỗ trợ người Việt tại đất nước Nhật Bản luôn, thì con cảm thấy rất là ấm áp. À, vậy thì cô ơi, có những câu chuyện nào mà trong sự hỗ trợ đó cô có thể là chia sẻ với con về những cái lần mà hỗ trợ người Việt được không cô?最近印象的だったのはやっぱりコロナがあった時に約3年間で3万人ぐらいの帰国できなかったベトナム人の若者たちを保護したり、で保護した時に帰国の支援をしたりだとか、就職の再出発の支援をしたりだとか、まあ、一番やっぱり最近で本当に大変だったのはそのお話だよね。Mẹ em giúp về nước. À, giúp mọi người từ bên Nhật Bản về Việt Nam. Mọi người về nước với cả tìm con tim mới. Nhưng mà hy vọng là qua chương trình này thì mong tất cả mọi người sẽ biết đến những cái hành động đẹp của cô cũng như là con gái tại Nhật Bản để hỗ trợ cho người Việt Nam tại Nhật Bản. Giúp mọi người Nhật Bản về nước là một nè, tìm công ty mới tại Nhật Bản là hai nè. Còn chỗ ở thì sao cô? Đó là ở tại nhà cô hay là cô có một cái khu dân cư đó là cho người Việt vào ở? Mà thôi chị, Tokyo nó nè, Nishin Kutsu っていうお寺で保護することができていて、その時に本当に住むところと食べるところと、あと就職の支援とか、あと帰国の支援はもう本当に全国から日本人の温かい気持ち、お金が集まったので、そこからみんなのことを支援することができました。Ví dụ thời gian qua Việt Nam là Ajano ấn tượng về điều gì nhất? Và con người Việt Nam rất hiền với cả dễ gần. Và ví dụ như là nếu mà em gặp vấn đề gì đó thì mọi người sẽ giúp đỡ, cảm thấy rất thích ạ. Qua cái chia sẻ nhỏ của Ajano thôi là cảm thấy được là bạn cũng đã nhận ra được tình cảm của người dân Việt Nam rất là nhiều về sự thân thiện nè, sự hiếu khách nè. Cô cảm nhận có giống như bạn không? À, それは思います。うん。で、ベトナム人は本当に真面目で優しい。Yeah. うん。だから本当に大好きです。Người Việt Nam rất chăm chỉ và rất hiền. Nè, cô cũng thích người Việt Nam. Dạ, cảm ơn cô như là Ajano đã dành tình cảm cho người dân Việt Nam. Nhìn thấy là bên người Nhật thì có phần trách nhiệm rất là cao. Mà そういう人もなんかどういう。ベトナム人は本当に私は小さい頃から家の中にベトナム人が一緒にいたので、とてもねどこに来ても家族みたく感じます。特にね。まあ、頭のいい人はね自分で何でも解決ができるんだけど、やっぱり困った人っていうのはやっぱりちょっと本当になんていうのかな、やっぱり助けてあげないといけない、助けてあげないとやっぱり日本で生活ができないので、やっぱりどうしても本当に子供みたく支援してます。Cô và Ajano đã đi đến những địa điểm nào của Việt Nam chưa? Em đã từng đi Hà Nội. À, Hà Nội, em đang du học luôn rồi chỗ đó. Viện Hạ Long. Và
Hải Phòng, Nam Định, Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Nha Trang, Hồ Chí Minh, Phú Quốc. Mỗi lần em đi là mẹ đi cùng luôn đúng không? Em đi du lịch một mình á. Một mình? À, một mình hoặc là với bạn. Vâng. Wow. Nên là mẹ chưa đi Phú Quốc. Mẹ thì đã từng đi Huế. 35 năm mai ni kuruma de. Đi bằng xe máy. 35 năm trước mẹ từ Sài Gòn đến Huế bằng xe ô tô. 昔 hồi là 道がさ ガタガタだったからお尻がすごく痛かったの。Thế thì khi mà cô ra Huế rồi, cô thấy Huế như thế nào cô? À, nhưng mà thật sự là không nhớ được đâu. Tôi đi qua một con đường nhỏ, nhưng cuối cùng tôi đã đi qua một con đường lớn. 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 でまたニャちゃんのホテルはすごい綺麗だったんだけど、うん、でも全然食べれなくて、うん、で初めてそこであの路上にあるフランスパンなんていうんだっけバイミー食べてあすごいパン美味しいとか思った、うん、35年前ね。thì hy vọng là sẽ có một dịp cô quay trở lại Huế và mình sẽ tham quan những danh lam thắng cảnh và thưởng thức những món ăn ngon ở Huế. Còn về đồ ăn á thì đa số mình phải đi vòng vòng những cái khu xung quanh đó thì mình sẽ ăn đồ ăn ngon hơn ở trong khách sạn. Còn Ayano thì như thế nào? Theo cái cảm nhận của Ayano thì mình Hạ Long ra sao? Dạ phải, chắc là không có như mình Hạ Long ngồi trên tàu ngắm cảnh rất đẹp. Đó cũng là một trong những cái trải nghiệm rất là hay của Ayano tại Vịnh Hạ Long cũng như là tại Việt Nam. Ở Hà Nội thì em đã đi tham quan được những địa điểm nào rồi? Ở Hà Nội thì em chỉ đi Hồ Gươm này, Hồ Tây này. Lăng Bác Hồ. Lăng Bác Hồ, vâng em đã đi rồi ạ. Vâng. Em thấy không khí ở ngoài Hà Nội so với Nhật Bản thì nó có lạnh hay là nóng hơn không? Ở Việt Nam thì nóng hơn so với Nhật Bản. Thực ra là em không thích nóng. Nhưng mà theo Phúc biết được là thời gian này ở Hà Nội đang lạnh và chắc là Ayano sẽ hợp với lại không khí lạnh này ở ngoài Bắc hơn. Đúng rồi ạ. Ayano thì đã chia sẻ với Phúc là cái thời gian mà Ayano đã học tại Hà Nội nè, thì mình có những cái niềm vui hoặc là những khó khăn thuận lợi nào? Xe em hết điện. Thì có một anh gì nhỉ? Có một anh có một bạn người lạ đẩy xe cho Ayano. Đúng rồi. Đó là trong quá trình mình đi học về hay là sao? Lúc đó đi chơi về. À buổi tối rồi. Đúng rồi, vào buổi tối. Ừ. À và với cả mưa to. Wow. Và xung quanh không có gì cả. Và em tưởng là người xấu. Nhưng mà người đó từ đằng sau để xe cho em về đến nhà về em. Về đến nhà luôn. Wow. À thì về tới nhà rồi Ayano và bạn đó có nói chuyện với nhau không hay là chào? À có. Chuyện với cả anh trao đổi số điện thoại và lấy số điện thoại. Đó mưa to nên là em mặc áo mưa nên người ta không biết là nam hoặc là nữ, và với cả em là người Việt hay là người nước ngoài. Người ta sẽ không biết là người Việt Nam hay người nước ngoài nè. Không biết là hình dạng là nam hay nữ thì sao. Nhưng mà miễn sao mà đang gặp vấn đề thì người Việt Nam luôn hỗ trợ lẫn nhau. À, và đó cũng là một cái câu chuyện rất là ấn tượng đối với Ayano cái thời điểm đó. Vâng. À, có những câu chuyện nào về những cái hành trình bạn đi xa hơn Hà Nội không? Hôm trước em đi Phú Thọ với học sinh của em. Bây giờ em dạy tiếng Nhật cho mọi người. Người Việt. Người Việt đúng rồi. Nên là em về quê học sinh của em. Quê ở Việt Nam thì rất cảnh đẹp. Đó là những vùng nông thôn, đúng không? Nó khác xa rất nhiều thành phố. Nó không có nhiều ngôi nhà cao tầng như tại Hà Nội. Vâng, đúng rồi ạ. Lần đầu tiên ăn mía. Cái mía? Vâng. Em ăn, em uống rượu ở Việt Nam ấy. Và em lúc đó em uống mùi chén. Đó em uống mùi chén. Mùi chén rượu. Không say không xỉn. Không say không xỉn. Không say ạ. Rồi, đô cao rồi. Rồi Phúc chỉ uống một hai chén thôi là mặt Phúc đỏ bừng và mình say rồi đó. Mọi người xung quanh chắc là bất ngờ đúng không? Vâng. Nếu mà uống rượu thì em cũng mặt đỏ lên. Thực ra là không say, chỉ mặt chỉ đỏ thôi. Chỉ đỏ thôi, vâng. Đó là những cái câu chuyện thú vị tại những làng quê Việt Nam. Gặp cô và Ayano thì rất là vui.
Ayano biết có một bộ truyện tranh hay là bộ phim nào nổi tiếng của Nhật Bản mà Việt Nam đều biết không? Doraemon hả? À đúng rồi, Doraemon. Conan. À Conan nữa, đúng rồi. Kureo Shin-chan là cậu bé thích chỉ. Đúng luôn. Rất là nhiều bộ truyện tranh mà của Nhật Bản mà Việt Nam luôn đón chào và luôn là đón xem, kể cả truyện lẫn trên là truyền hình, TV, phim. Vậy thì Ayano có biết hát một bài bằng tiếng Nhật không? 何がいいかな? Doraemon でも歌った曲? Cô được thì hát song ca với bạn luôn. せーの あんなこといいなできたらいいな あんな夢こんな夢いっぱいあるけど みんなみんなみんな叶えてくれる 不思議なパッケで叶えてくれる 空を自由に飛びたいな What? タケコプト? やだ Oh, quá xuất sắc. Hay quá. とても daisuki Doraemon. Yeah. Mình mic của gà này mà mốt chân tự tay được đặc biệt. Nhưng mà có mic thì hay hơn nữa. Chúng ta. Anh Yano có biết hát những cái đoạn hát bằng tiếng Việt không? Có ạ. Hả? Đó, anh Yano thì là hát cho Phúc nghe được không? À, nhưng mà phải xem ok luôn. Lời hát. Được hát. Anh Yano hát bài gì vậy ta? Khóc với anh. Rồi, ok luôn, bắt đầu. Cây phong mô là dầu cây khi đã vàng còn xanh. Yêu đương khổ quá thì chạy về khóc với ai. Một người đừng yêu em nhé, chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn được đâu. Phong ba sóng gió hủ đầu anh vẫn đừng đằng sau. Tình yêu có rơi thì từ tìm đêm với nhau. Dù sao anh cũng vui lòng làm người anh trai để suốt đời này được không? Trời đất ơi, xem mà Ayano hát á, mà quý khán giả mà không có nhìn hình á thì đâu tưởng là người Việt không á, người ta sẽ không có nhận ra là người Nhật Bản hát đâu. Hát rất là hay, ngoài cái việc mà nói hát rõ lời tiếng Việt ra thì Phúc cảm thấy rất là hay. Ủa, cái này là Ayano học là lâu không? Không ạ, em mới học ạ. Mới học mà hát được vậy luôn. Ayano đã từng trải nghiệm được những cái Tết nào ở Việt Nam chưa? À, em chưa. Chưa. Năm ngoái thì khi Tết Dương thì em ở Việt Nam, nhưng mà Tết Om thì em về Nhật Bản nên là em chưa ăn Tết ở Việt Nam ạ. Nhưng mà năm nay thì em sẽ Tết Dương thì ở Nhật, nhưng mà Tết Om thì em sẽ ở Việt Nam. Hy vọng là thời gian sắp tới Ayano cũng như mẹ sẽ có những ngày thật là vui tại những lễ hội tại Việt Nam. Ayano có thể là chia sẻ Tết ở bên Nhật Bản nó khác Việt Nam như thế nào không? Ở Nhật Bản không có Tết Om. Wow, Phúc rất là thích mang kimono và chưa có cơ hội được mang kimono. Hy vọng là thời gian tới sẽ có cái cơ hội để mình có thể là được mang bộ quốc phục đó. Có những dịp nào mà mình mang kimono vậy Ayano? Khi 20 tuổi, khi lễ cưới. Khi 3 tuổi với cả 7 tuổi cũng mặc kimono ạ. Vào những cột mốc quan trọng của cuộc đời. À 3 tuổi, 7 tuổi, 20 tuổi. 20 tuổi với cả khi lễ cưới. Thời gian tới, sắp tới của Ayano thì bạn vẫn sẽ tiếp tục ở lại Việt Nam dạy những bạn học sinh tiếng Nhật và hỗ trợ công việc cho mẹ đúng không? Vâng. Thì dự định tương lai của bạn như thế nào? Thực ra là em muốn ở lại Việt Nam, nhưng mà bây giờ em là sinh viên nên là phải tốt nghiệp ở Đại học Nhật Bản. Một năm sau, hai năm sau thì em phải về nước để tốt nghiệp đại học. Nhưng mà em muốn ở lại Việt Nam. Và qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì Phúc rất là thấy vui, rất là vui vì thấy được cái tình cảm qua những cái chia sẻ của cô cũng như là Ayano qua những câu chuyện như thế này về sự hỗ trợ người Việt Nam tại Nhật Bản. Và chắc chắn là người Việt Nam sẽ cảm thấy rất là ấm áp khi mà lắng nghe câu chuyện qua cái màn hình nhỏ. Chúc cho cô và Ayano sẽ luôn có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, được nhiều người đón nhận hơn tại Nhật Bản cũng như là ở Việt Nam. Chúc cho mọi người luôn có nhiều sức khỏe và luôn bình an. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. ありがとうございました. Chúng ta vừa được nghe cái câu chuyện rất là hay từ cô cũng như là Ayano. Và các bạn thấy câu chuyện này như thế nào có thể là comment phía dưới cho Phúc được không? Và ngày hôm nay chúng ta rất là vui vì là cô cũng như Ayano đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện này.
và các bạn hãy đón xem chương trình Tại sao bạn đến Việt Nam vào lúc 11 giờ trên kênh MCV Media nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.